Xin chào mọi người đang xem kênh Về Quanh TV nha. Hôm nay Tiên với ba sẽ ăn sashimi nha mọi người. Là con nhộng biển nè, con dứa biển nè, con sâu biển và cái con gọi là sá sùng, hoặc là con cá dương vật bên Việt Nam mình đó. Rồi, mình gọi là sá sùng đi ha, tại vì gọi con cá dương vật nghe nó hơi sợ sợ. Đó, ba Tiên là đang đổ con nhộng biển đó mọi người. Bây giờ đang vô mùa cho nên nó rất là bự luôn, nó mập hơn Tiên luôn. Ú nu nằm nguyên sâu vậy. Cưng lắm, cắn nó bực bực đã lắm mọi người. Đây là con sâu biển nè mọi người. Nhìn nó giống như con đĩa trâu với miền Tây mình vậy đó. Ghê lắm, nhưng mà nó rất là ngon. Ăn cực kỳ bổ cho sức khỏe. Bên Hàn Quốc gọi là hồng sâm luôn á. Còn con này là con sâm đen á. Con này còn sâm hồng nè mọi người thấy không? Con sâm đen này thì ăn quý, bổ hơn con sâm hồng. Còn bên đây là con sứa, con dứa biển chứ lộn. Con này ăn cũng cực kỳ bổ luôn, như trái khóm vậy đó mọi người. Đó, nguyên mâm hai cha con có tiền đã lên xong. Giờ mình bắt đầu mặn nha. Bây giờ mình sẽ cắt cái con nhộng này cho nó bể trứng ra. Tại trong của nó là nước muối mặn lắm mọi người, nên mình cắt cho nó bể ra ha. Nó xịt ra đó mọi người thấy không? Chua chua. Giờ mình sẽ cắt cái con sâm biển này ra. Ở trong của nó là ruột với lại trứng. Đang vô mùa đó cho nên là con nào cũng ngập trứng chứ. Đó, tiếp theo là con sá sùng nè. Ý, con này thì nó xịt máu là hơi bị nhiều nha. Hơi bị đậm màu. Con này nó dai lắm, ăn như ruột gà vậy đó. Con này nó đang nhũng vậy nè, mình chỉ cần bóp cầm nó lên thôi là tự động nó cứng lại à. Nè mọi người thấy không? Nè, Tiên cầm nó lên cái là bắt đầu nó cứ ngắt lại luôn nè mọi người thấy không? Nè. Mà để yên hồi là nó nhũng ra. Ngọt ha. Tiếp theo là con sứa biển. Con này thì dễ lắm. Cắt cái đó là mình chẻ làm hai là tách thịt ra. Đó, thịt nó mềm mà nó vàng ươm, nó tươi rói trong ngon lắm mọi người. Rồi bây giờ hai cái con của Tiên sẽ cùng nhau làm nha, cho nó nhanh. Hai cha con làm quần quật một hồi thì cũng chuẩn bị xong mọi người. Hôm nay mình sẽ chấm với đậu tương, tỏi và tương ớt. Chấm sashimi của Hàn Quốc nha. Lên mâm hết nha mọi người. Rửa sạch sẽ, hôm nay mình cuốn với rất là nhiều loại rau luôn, tới 5-7 loại lận. Bao ngon nha. Nè, rồi, bây giờ mời cả nhà ăn với cha con của Tiên nha. Bên đi mời đi Tiên xeo. Làm vất vả cả buổi trời mới ăn được mọi người. Nè, giờ mình sẽ ăn con nhộng biển trước nha. Con này ăn cực kỳ ngon luôn. Mai mốt có ai mà đi du lịch sang Hàn Quốc nhớ ăn con này nha. Chấm miếng đậu tương ăn thử nè. Cái đầu nó hơi cứng. Nếu ai có cái răng á, mình nhai cũng được. Còn nếu như mà không răng thì mình nhả cũng được. Giờ Tiên sẽ ăn không thử nha. Nó rất là tươi rồi mọi người. Giòn. Cái phần này á thì nó giòn. Còn phần này á nó mềm, nó ngọt, nó tươi. Ngon lắm. Mà cái này cứng cứng, ăn nhai cũng hơi thốn răng nha. Để mình sẽ tiếp theo là gói miếng gao với lại con sá sùng. Miếng tỏi tươi sắc lát. Bữa nay tỏi bự quá cho nên là Tiên sắc lát cho không chơi nguyên củ giống bữa hổm. Hả? À, xinh xinh, xinh xinh hay như cả chín cho mà xinh đẹp. Bà đây là sushi gì à? Mà tôi xem đâu. Bà nó tươi ngon quá.
Ở trên này à, ngọt ngay luôn mọi người. Ngọt ngay, tươi ngon cực kỳ luôn. Con sá sùng này nè. Ai bên em, hè xăm tươi xưa bơ xè. Giờ mình ăn thử hè xăm nha. Xăm biển. Đây. Con này nó trơn lắm, khó gấp. Ngon nè. Ngon, hải sản thật chín chắn nè. Thật cơn hào quá sức gọt. Cái con này thì nó kiểu nó tan trong miệng mình luôn. Con này để lâu chút xíu là nó tan luôn mọi người. Hải sản á, nó mềm. Nó mềm mà nó rã luôn. Giống như là nó tan trong miệng mình luôn. Làm miếng tỏi vô. Còn tươi á, ăn ngon. Làm miếng dứa biển nè. Ba tiên khoái ăn đậu tương, còn tiên thì khoái ăn ớt lộn. Tiên thì khoái ăn đậu tương, còn ba thì khoái ăn tương ớt. Nè mọi người. Ngọt. Ngọt, cái sợi tên mà xả. Nè. Nó ngọt, nó ngon cực kỳ luôn mọi người ơi. Ở bên Việt Nam có con này đúng không? Mọi người mua về ăn thử nha. Bao ngon nha. Thực sự luôn. Tươi á, mà phải còn sống nha mọi người. Cái con này nhai đã răng luôn á. Hải sâm nó mềm. Nó mềm mà nó giòn giòn giống như là rau câu vậy đó. Chém mà xìa. Chấm miếng thử ớt nha. Ăn mấy sao con này xong lần tao nói cơ hàm lên 6 muối luôn. Cánh nhanh bột rất quả. Chứ khó nhanh quá chứ. Bà nó cũng rất là ngọt. Mềm. Ở bên Hàn Quốc người ta nói ăn mấy con hải sâm này nè, đẹp da đồ, khỏe trẻ đồ. Bởi vì chắc đó là lý do mà mấy người Hàn da họ đẹp, trắng, căng bóng không? Mấy người mà 6, 50 tuổi, 5, 60 tuổi nhìn trẻ măng luôn. Phụ nữ á nha.
thành ăn y chang như ruột gà. Con này mà đang vô mùa nè, mình ăn sống cũng ngon nha, mình trộn gỏi ăn cũng ngon. Đặc biệt hơn nữa là nấu canh đậu tương. Ở bên hàng nấu canh đậu tương là không thể nào thiếu con này được. Thiếu con này á là coi như cái món nó hết ngon, canh đậu tương hết ngon luôn. Có con này vô mới là canh đậu tương chính hiệu nha mọi người. Nhai đã lắm. Nấu canh lên gọi đấy ha, nhai nó giòn giòn, nó ngọt nước nữa. Đó là cái đặc trưng của món canh đậu tương luôn á. À, xin cảm ơn ta. Bà Tiên khen ngon quá. Cái này nó cứng á, nên là bà Tiên phải nhả cái này ra. Tiên mới nhai được thôi. Để Tiên ăn bình hải sâm vào cho bà. Ôi, hải sâm là phải có lấy lá múc nó mới qua được, nó trơn như lắm. Đó, cho bà dễ ăn. Nó nhớ nhớ ông nội ơi. Sao mà nó nhớ dữ vậy? Bà Tiên quyết chín tức cái hả? Vốn là ít phẩm chất. À, bà Tiên nói cái nhớ nhớ nó mới ngon đó. Cứ kia. Nhớ nhớ này phải là bổ nè. Ở bên Việt Nam mình con hải sâm này mọi người làm gì ăn? Bữa nào thử ăn sống bữa đi ha, cũng ngon lắm á. Rất trơn. Sát sùng này mà mình phơi khô lên bắt đầu cái kiểu phơi một hai nắng cho nó dốc dốt á, cái mình đem đi chiên nướng lên ăn ngon lắm. Còn bên Việt Nam mình thì nghe nói phơi khô rồi sau đó là đem nấu nước hủ tiếu bán. Mà con này cũng đắt tiền lắm, nó hủ tiếu bán chắc lỗ tụ quần luôn. Bán gì đam mê luôn á. Mấy con hải sâm này nó nhớt quá mọi người. Bà Tiên bây giờ là được ăn đồ sống lại rồi. Bà Tiên là ăn đồ mà kiểu như không có cần phải kiêng nhiều. Bác sĩ bên này là người ta tùy theo loại bệnh mà người ta kêu mình kiêng á. Cái bệnh của bà Tiên là bây giờ không có cần phải kiêng. Mừng kia. Bà kêu Tiên ăn con này nè, con mân ke. Tiếng Hàn là mân ke. Tiếng Việt là con dứa biển hả? Con sứa biển hả? Không phải bạn. Con dứa biển. Mân ke. Con này là tên tiếng Hàn là mì tứ tực.
Mì tứ tực là con nhọng biển, mày muốn qua Hàn Quốc mà muốn ăn con mì tứ tực á, là nói con mì tứ tực là người ta hiểu à. Cái con mân ke này nó mềm mà nó ngọt kinh khủng luôn. Con này là con mì tứ tực này à, thì nó giòn nó ngọt. Xá sùng tiếng Hàn là kẹp bùi nha mọi người. Kẹp bùi. Kẹp bùi. Kẹp bùi. Thấy ba khoái ăn hải sâm ha. Để tiền lấy hải sâm cho ba ăn. Hải sâm này ăn rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là những người già đó. Bổ lắm, như là sâm mà. Sâm bổ. Đó. Anh thả ra xe. Ba ăn hết nha ba. Hải sâm nhớ có tiền uống. Nghe thấy ngon mà nên cho tự nhiên hỏi lòi ra ba nhớ. Khoái ngon này. Ngon. Cái tay bữa hổm bị Hà Vun đẩy cửa kẹt giật ở trong móng này luôn. Bây giờ mà đợi nó ra hết cái móng đen là chắc cả năm á mọi người, năm ngoài luôn á. Nó dập trong đây nè. Nó đẩy cái cửa vô đây nè mọi người. Trời ơi, cảm giác nó thốn vô tôi cùng tận luôn á. Ai mà bị kẹt tay vô cái kẹt cửa rồi mới biết cảm giác nó thốn. Khóc tiếng máng luôn á. Khóc không thành tiếng luôn. Nhìn thấy tức gì nè, tôi mà xin nè. À. Đây có số hơn hả con. Ừ. Được hơn hả con. Con này ngon. Hăng được chọc khó. Wow. Hơi no á. Con xá sùng này á, bên Hàn Quốc người ta bán là 4 con 200 ngàn. Bán theo con nha mọi người, cứ 4 con là 200 ngàn. Còn hải sâm này á, bán theo ký
ký 400 ngàn Việt Nam đồng nè. Chuyên đang nói tiền Việt Nam đồng cho mọi người dễ hiểu á nha. Chứ nhiều khi nói tiền quân thì có nhiều anh chị em không hiểu. Còn cái này á, rạn bọt như lúc nãy á là 200 ngàn. Còn con dứa biển này á thì cũng 1 ký 200. Dứa biển này cái 200 ngàn kìa thôi. Ủa tính ra bên đây rẻ mọi người. Ký có vài trăm ngàn rẻ. Rẻ hơn mấy món khác. Mấy món khác rồi lên tiền triệu. Ăn chóng mặt luôn. Ủa cái này nhìn y chang như cuộc dài á. Mà cái này xào lên ăn biết ngon không biết. Nhưng mà bên này không có ăn đồ xào. Xá sụn không có xào. Một là ăn sống, hai là phơi dốt dốt lên, mà toàn là ăn sống không à. Chứ cũng không có ai rảnh thời gian mà đi mua về cà phê khô rồi đem đi nướng lên ăn. Bên Hoàng là đất nước ăn sống mà. Mình Việt Nam mình thì kiểu gì? Ớt, đồng, chuột đồng, những cái thịt lộn đồ, gắn đồ, đặc sản không à. Ba ba gùa rồi đó, mà người nước ngoài người ta ghê. Người ta nói mình ác rồi, nhạy cảm rồi, kinh dị rồi. Hàn Quốc cái Nhật làm đồ sống. Cái gì cũng ăn sống, cái gì cũng ngâm tương. Kiểu vậy. Chứ cô thả đi xe dọc. Ừ. Ừ. Mới rồi. Dạ mới rồi. Thì kia ba ăn hết này. Thì no. Đã mà xí xa. Bà ra cái nào cũng ngon hết. Ở bên hàng này mà đi làm găng là xây sẫm luôn mọi người. Bữa tiền đi lấy cao găng á. Lấy cao găng thì rẻ lắm, có 250 à, mà làm sạch bóng cho mình luôn nha, găng mà sạch bóng luôn á, làm xong rồi nó còn đánh răng cho mình nữa chứ. Cái tiệm mình làm hay này chứ mấy tiệm khác là làm ẩu lắm, nhiều tiệm vô làm ẩu không có nhiệt tình. Cái tiệm này vô là người ta làm nhẹ nhàng không có đau chân á, mà làm sạch bóng cái găng của mình luôn. Rồi xong cái găng tiên ở trong cùng á, găng trong cùng nó có sâu chút xíu mà nghe nó đen chút xíu bằng đầu chân tâm vậy thôi à. Mà nếu mình làm á nha, là nó ăn mình 1,5 triệu để mà trám cái lỗ đó. Thì bằng cái đầu chân tâm mình đen đen tí xíu thôi, không có bị hư hao gì nhiều, không bị sâu xia đau đớn chẳng hạn. Thì khử rồi xong rồi trám lại thôi, 1,5 triệu Việt Nam đồng. Làm găng bên hàng này đắt kinh khủng luôn. Bên Việt Nam mình thì biết giá nhiêu nhưng mà tôi nghĩ chắc là rẻ hơn. Còn bên đây mình niền răng đồ á là tầm thấp thấp là cũng phải 60-70 và cao nhất là 200 triệu, mà làm thời gian là tùy theo răng nha, 1-2-3 năm chứ không nhanh được. Tiên thì cũng tính làm lắm nhưng mà sợ là mình làm video ăn uống gì nè, mình niền răng thì nó sẽ bị dướng díu á, ăn không được. Tại vì nghe nói là làm răng thời gian đầu húp cháo không có ăn được gì chứ. Mà chị Mì Chi nói bây giờ Tiên cũng gần 30 rồi đừng làm. Găng thiệt cứ để tự nhiên đi. Làm nhiều khi sau này nó yếu mọi người, nó tuột lợi rồi á. Nó lung lay yếu răng, lúc đó là không có ăn uống gì được luôn á. Nó yếu găng mình á. Tại vì nếu mình còn trẻ, bây giờ như găng bạn nào mà có hơi xấu xíu, mà đang tuổi 17, 18, 19 nữa, tranh thủ làm gom tiền để dành làm nha mọi người. Tết để đừng đưa tiền cho bố mẹ để dành. Mình niền răng. Chứ bây giờ Tiên gần 30 rồi, nhiều khi niền cũng không được. Bây giờ có tiền cũng không niền được. Thứ nhất là vì công việc, cái thứ hai là cũng sợ hư găng tuột lợi. Mình giờ mình già rồi, đang trong thời kỳ lão hóa rồi, sợ làm sau này là găng mình nó yếu lung lơ rồi nó rụng hết trơn. Ok, cảm ơn mọi người, chia sẻ cho mọi người chút
vậy thôi, về cái tình hình cuộc sống vậy đó. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Diệu Quánh TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.